Lấy Xuân Hinh kẻ trong cười dân dã, ngôi sao sân khấu Thanh Thanh Hiền, nữ danh ca hải ngoại tiếng hát Liễu Trai Kim Anh, một tú hương mạnh mẽ và cháy bỏng trên sân khấu, giọng ca bài hát Việt sau mai điểm hẹn Đinh Mạnh Ninh, vòng cổ tin Vĩnh Thuyền Kim, nhóm hài Đức Quê Trà My, nhóm múa Kiến Lửa Hà Nội, tất cả có trong một đêm diễn duy nhất với chủ đề Mùa Thu Lá Bay. Chương trình được dàn dựng với âm thanh ánh sáng sân khấu hiện đại nhất. Quý vị và các bạn sẽ được sống trong những giây phút sảng khoái và sống động. Chương trình ca nhạc hài kịch Mùa Thu Lá Bay diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 14 tháng 9 năm 2011. Chỉ có một đêm duy nhất tại nhà hát Tháng 8, 117 Đinh Tiên Hoàng, thành phố Hải Phòng. Giá vé 400, 600 và 800 ngàn đồng. Liên hệ đặt vé qua số điện thoại 3508 777, hotline 0912 75 86 71.